5. Yếu tố tối ưu giúp khai thác bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. Để vận hành khai thác bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng, các yếu tố cần thiết phải được đảm bảo, bao gồm 1. Bảo trì, duy trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Các tiện ích cơ bản như điện, nước, đường, internet, hệ thống an ninh phải được bảo trì, sửa chữa định kỳ để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng. 2. Chăm sóc khách hàng, quản lý khách sạn, resort hoặc khu nghỉ dưỡng cần phải giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng, đưa ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng và đáp ứng nhu cầu của họ đầy đủ, nhanh chóng và chuyên nghiệp. 3. Marketing và quảng bá. Để thu hút khách hàng, việc marketing và quảng bá là rất quan trọng, từ các kênh truyền thông như mạng xã hội, email marketing, đến các hoạt động offline như tổ chức các sự kiện, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. 4. Quản lý tổ chức hiệu quả. Quản lý, sắp xếp công việc và đào tạo nhân viên là điều quan trọng để đảm bảo hoạt động của bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng được diễn ra trơn tru và hiệu quả. 5. Tối ưu hóa chi phí. Khi quản lý bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng, kiểm soát, phân bổ chi phí sao cho phù hợp và hợp lý là việc cần thiết. Tối ưu hóa chi phí giúp cho doanh nghiệp có lợi nhuận tốt hơn và giá cả phù hợp hơn với khách hàng.